thích giống bạn ấy à? Thích giống bạn ấy à? Thích được chơi giống bạn ấy à? Thích có nhiều đồ chơi giống bạn ấy đúng không? Thích được bố mẹ chiều chuộng giống bạn ấy đúng không? Thế hôm nay thầy sẽ giúp cầu siêu cho bé để bé đi siêu thoát, để đừng theo bạn ấy nữa, để còn đầu thai, để được cha mẹ người ta chăm sóc như thế nhá. Ok. Rồi, hôm nay thầy sẽ giúp cho mình đi siêu thoát nhá. Không theo bạn Ngô Xuân Châu nữa nhá. Rồi. Thích theo Xuân Châu à? Bây giờ bạn Xuân Châu bạn ấy còn bé lắm, mình theo thì không có tốt đâu. Mình phải đi siêu thoát đi cơ. Rồi bé cũng sẽ được đầu thai lại nhá. Rồi cũng được sẽ chiều chuộng cho bạn Châu. Thế bây giờ bé muốn gì nào? Bây giờ bé muốn cái gì? Có muốn quần áo đẹp giống bạn hay không? Có muốn không? Không. Thế muốn đi theo bạn ấy à? Bây giờ bạn ấy bé lắm, mình đi theo bạn ấy làm cho bạn ấy tăng động lắm. Mình không theo bạn ấy nữa. Mình phải siêu thoát đi. Thế không? Siêu thoát đi đầu thai rồi mới được giống bạn ấy chứ. Chứ không thì mình làm ma mãi mãi thôi nhá. Thầy sẽ giúp cho bé siêu thoát để đầu thai lại nhá, để giống được giống bạn là Xuân Châu nhá. Không. Thì không siêu thoát thì làm sao mà đầu thai được? Không, bạn Châu đi. Bé lắm. Không. Phải siêu thoát để đầu thai được cơ. Không đi đâu. Không đi. Không đi đâu. Thì ở lại ai chăm sóc bé được? Không đi đâu. Thì ở lại ai chăm sóc mình? Có ai nhìn thấy mình đâu? Không đi đâu. Thế có ai nhìn thấy mình đâu? Không. Sao mà chăm sóc mình được? Không đâu. Siêu thoát thôi. Không đi. Không đi thôi. Không đi à? Không đi đâu. Không đi thì ai có biết mình có biết tên cái tuổi mình đâu mà có ai chơi mình được. Không. Phải đi thôi. Không. Mình phải siêu thoát thôi. Không. Thế bây giờ mình không siêu thoát thì làm sao mình đầu thai được cái chứ? Không. Không đầu thai được thì ai chơi với mình? Không. Ai biết mình là ai đâu? Không. Hôm nay lên đây mới biết là mình theo bạn Ngô Xuân Châu chứ làm sao biết mình được? Không đi đâu. Bây giờ mình không đi. Bây giờ không tên không tuổi. Không đi à? Làm sao mà ma mà sống với người được? Không đi đâu. Mình đừng gọi là ma đấy. Không. Mà người ta sợ ma lắm. Không. Người ta sợ mình ấy. Không. Ai cũng sợ mình luôn. Không. Ai cũng sợ mình thì ai chơi mình? Không. Ai cũng sợ ma thì ai chơi mình? Không. Dạ ơi. Không. Không. Mà ở trên trần gian người ta gọi là xấu như ma ấy. Không. Thế bây giờ mình xấu ai chơi mình? Bây giờ mình muốn đẹp thì người khác mới chơi với mình chứ. Không. Bây giờ xấu thì ai chơi cùng? Không đó. Sao thảm thiết thế nhở?
chết rồi vẫn tham sân si thế nhỉ? Hả? Không ra, không đâu, không đâu, không đâu. Thế đâu bé mà không nghe lời người lớn thì làm sao mà trưởng thành được chứ? Sao mà trưởng thành được? Không, không đi nào. Mà mẹ bạn ấy khỏe mạnh như thế này, vong còn hành như thế thì bạn bé con như kia thì chắc vong còn hành mạnh hơn đúng không? Không đâu. Chắc là hành bạn ấy lắm đúng không? À đúng rồi. Hành bạn ấy mệt lắm đúng không? Sao lại đi hành người ta thế? Thế hôm nay thầy gọi vong lên thầy hành vong nhá. Không. À thế không? Mình không ý, mình không muốn người khác hành mà mình đi hành người khác, thế bất công không? Không. Không. Hôm nay thầy sẽ hành cho vong sợ thôi. Không. Vong hay bắt nạt người khác, hôm nay bị thầy bắt nạt. Không, không, không. Thế có muốn thầy yêu thương không? Không. À, không à? Muốn không? À có. Thế muốn yêu thương thì phải nghe lời người lớn. Phải nghe lời thầy, thầy mới tốt cho Vong Linh được chứ. Thầy có muốn Vong Linh khổ đâu. Vong Linh mà sướng ấy thì gọi lên không bao giờ khóc. Đúng không? Lên phải cười vui mới đúng chứ. Còn mình đang khóc có nghĩa là mình đang rất khổ. Có thấy mình khổ không? Đúng rồi. Mà muốn thoát khổ ấy thì phải chịu. Nhớ không? Không. Mình không chịu thoát thì vẫn còn khổ. Bạn Châu bạn bé lắm, bạn ấy sinh 2010 mà bé như này mà vong suốt ngày hành bạn ấy làm sao mà bạn ấy học hành tốt được? Không học hành được sau này làm gì được? Mà vong hay hờn như này chắc bạn cũng hờn thế đúng không? À, tính giống hệt Vong Linh đúng không? Ừ. Thế thấy mẹ bạn ấy có khổ với bạn ấy không? Ừ, thế rồi, thế bây giờ phải thương cha mẹ bạn ấy nhá. Không, không, không. Sao không? Không. Thế Vong không thương người ta thì ai thương Vong hả? Không, không, không. Mình phải thương người ta chứ. Thế hôm nay thầy sẽ không đốt quần áo cho Vong Linh nữa. Không đốt nữa ấy. Cho nhịn luôn, không cho đốt cái gì hết. Cho cởi trần, cởi chuồng luôn. Thầy chuẩn bị hết tiền vàng quần áo rồi nhưng mà Vong hư này không đốt nữa. Mới mặc thì buồn lắm đúng không? Thế bây giờ có muốn có mới thì đốt luôn rồi. Ok nhá, thì sẽ đốt cho Vong Linh mấy bộ quần áo nhá, sẽ mặc sẽ có ưng không nhá, đồng ý không? Rồi thế có đói không? À ăn bánh không? Ồ thì cho mời bánh đây. Ăn nào, ăn nào, ăn rồi ăn một miếng nào đấy. Khóc nữa, khóc thầy, thầy thương mà. Đấy thì em phải ngoan không? Rất ngoan, rất ngoan, rất ngoan. Rất tốt. Nha. Đấy, đi làm âm binh có phải đói khổ không? Vừa bị người khác đối xử tàn tệ, vừa đói vừa khổ, không được ăn uống. Đúng không? Rồi không uống nước đúng không? Hãy lấy nước mời nhá. Kiếm nước ở đây cho Vong Linh uống. À đói đói à? Đói rồi rồi, sẽ được uống nước. Yên tâm sẽ được uống. Rồi, ăn xong rồi có nước đợi một chút nhé. Đấy, hôm nay ăn
đúng do sai. Có quần áo mặc, có quần áo mới đẹp mà. Anh nhấc đây, cuốn đi. Lâu nay chắc đói quá. Đấy, gia chủ biết rồi, hôm nay đói rồi, khổ chưa? Đấy, đi theo thầy, thầy... uống nước như chưa từng được uống. Quá à? Hôm nay không được uống à? Ui giời, thương quá nhỉ? Nữa. Hôm nay sẽ được đối xử tử tế nhé. Đấy. Anh có quần áo mới. Từ đợi một chút, đợi nước một chút. Nhé. Uống một cốc chưa đã, phải uống hai cốc. Đợi theo bạn Châu nữa nhá. À, gật rồi. Đấy, phải nghe lời thế chứ. Nước. Đấy, bạn này là một âm binh đi theo một đứa trẻ này. Và hành cái bạn kia từ bé. Này, uống mỗi lần uống đau, thôi rồi thật. Nó sốt cao xong nó như là dạng sáng, mê sáng. Nhiều ạ. À, nhưng mà lát nữa thầy sẽ đọc chú cho con Linh hết khát. Chứ có uống mấy vẫn khát nhá. Thầy có chú để đọc chú cho con Linh hết khát đấy. Lát thầy cũng sẽ đọc nhá. Khát nước không? Ừ. Rồi uống đi. Thôi uống đi, lát nữa thầy đọc chú cho. Rồi đợi uống đấy, tí thầy đọc chú hết khát nhá. Ăn miếng bánh được không? Có. Bánh này có ngon không? Ngon. Đã bao giờ được ăn chưa? Chưa được ăn à? Bình thường quá nhỉ? Hôm nay ai biết Vọng Linh tên gì mà cúng cho đâu? Đúng là không biết thật. Gia chủ không biết. Ngày hôm nay có thầy Cao Anh mình mới biết được đấy. Đói lắm. Rất đói. Hôm nay gia chủ biết rồi. Không có gì ăn hết. Thank you.
Thấy chưa? Mai Gia Linh con điện được ăn được uống này, sắp tới được có quần áo đẹp nữa này. Ngon ngon ngon. Rồi được theo Phật tu học để sớm được đầu thai lại làm người này, sẽ được chăm sóc giống như bạn Ngô Xuân Châu này. Rồi có cha có mẹ này, có người đặt tên cho mình này, đúng không? Hôm nay là không có tên đúng không? Thế hôm nay thấy vui chưa? Vui rồi đúng không? Vậy là từ nãy giờ thầy dọa tí thôi, mà thầy muốn tốt cho vong linh lắm nhá. Thôi rồi ăn hết miếng bánh này đi để thầy giúp vong linh nào. Mày nên có vui không? Gặp thầy có vui không? Gặp thầy vui hơn là theo bạn Châu đúng không? Theo bạn Châu đói mà chẳng có gì ăn cả. Vì bạn Châu bé lắm, biết làm sao mà lo cho vong linh được. Càng khổ bạn ấy, đúng không? Phải theo người lớn chứ, đúng không? Nên đây theo thầy là vui đúng không? Đấy, hôm nay vong nhập vào mẹ bạn Châu, vong mới biết rằng là bạn Châu lâu nay bị hành khổ cỡ nào, đúng không? Đấy, mẹ bạn còn không chịu được vong cơ mà. Lớn như này còn không chịu được. Thôi bà mang em bé vào đây. Đây này, em bé này hôm trước cũng thầy giải cho này. Em bé bây giờ tốt rồi đây này. Đúng rồi. Đi tập thầy. Ngoan đi nào. Ngoan. Đây đây đây. Ngồi đây ngồi đây ngồi đây. Nào. Quay chân lại cho thầy. Quay chân lại cho thầy nào. Không chơi điện thoại 5 phút. Rồi. Ok, nhắm mắt. Sắp khỏi rồi. Ngoan. Đúng rồi. Ok. Bi. Sắp khỏi. Ngày xưa bạn đã không nói được, bây giờ bạn nói được rồi. Dạ. Sắp tới còn nói giỏi nữa nhờ. Con cảm ơn thầy đi. Con cảm thầy. Rồi. Về nhá. Cảm ơn các bác. Ngày xưa bạn ấy không nói được, bây giờ bạn nói được rồi. Con nghĩ là không nói được tiếng. Giống như là một đứa trẻ chưa biết nói. Bây giờ nói được rồi đấy. Lúc mà bé vào đây con nhìn đấy, con tưởng là bị săn động. Tại vì thấy chị ấy này rồi, bây giờ thầy đốt tiền vào quần áo cho vong linh nhá. Nhận tiền vào quần áo để lên đường nào. Rồi. Phải cầu cho vong linh nhá. Tổng lai cầu quan thế một tác con cầu đệ tạm bôn tác đón cho con tất cả vong linh âm binh cô hồn theo Ngô Xuân Tùng sinh năm 1977, Phạm Thị Từ sinh năm 1980, Ngô Xuân Bách sinh năm 2006, Ngô Xuân Châu sinh năm 2010 tại Thanh Hóa tỉnh Thường Xuyên huyện Thường Xuyên thị trấn số 16 sạch 10 Trịnh Khả được đi tu học và tái khiết làm người. À, chưa muốn đi à? Tác. Nào. Đốt tiền vào quần áo đi. Chuẩn bị lên đường nào. Đỡ đằng sau cả. Rồi ra nhận tiền vào quần áo. Không có các bạn khác ở đây mất. Sao? Còn vấn đề gì nữa? Chào đi. Chào vong linh. Chúc vong linh đi tu học tốt. Chào.
Chúc Vong Linh đi tu học tốt nha. Sớm đầu thai lại nha. Sớm đầu thai làm người để có cha có mẹ nha. Rồi bước cho họ cái. Đỡ ở sau đấy nha. Vâng. Bị ngã ở sau đấy. Rồi, các thầy mang quần áo ra đốt rồi đấy. Ông đi đi đi. Đấy, đối tượng, lấy đứa, lấy đứa. Để làm được một mình nhá. Rồi. Mệt không? Mệt chưa? Sợ không? Tỉnh rồi. Nào đến lượt người khác. Thầy ơi, rất là mới có vòng của Xuân Châu ạ, chứ nhà con đang còn. Con của Xuân Tùng, Xuân Từ, Thị Từ, Xuân Bách nữa đúng không? Vâng, bên bé đỏ nữa thầy ạ. Ừ. Ừ. Rồi nghỉ ngơi tí đây đã. Vâng. Nguyễn Thị Tâm đâu? Cho con nói sát để con nhớ để tí cho con hỏi. Trần Thị Giang đâu? Nguyễn Thị Vân. Thị Vân đi vệ sinh ấy. Cũng cũng nhưng mà không điều khiển được. Tức là những hành động của con không điều khiển, con nói xin nhưng không điều khiển, nhưng mà con biết. Không điều khiển được bởi vì người âm điều khiển mình lúc đấy rồi. Uống mấy cốc nước có nhớ không? Không nhớ uống nước và ăn bánh à? Biết ăn nhưng mà không biết bao nhiêu ạ. À. Cứ tự nhiên gặp bên nọ để sang bên kia mình không 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 thể ai đâu. Ok. Xuân Châu nằm bên mộ luôn.